Rồi chúng ta tiếp tục nhá Ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu về event sự kiện về dùng nó như nào rồi Thì ở trong video này của chúng ta thì mình sẽ nói cho mọi người một cái hay ho nữa về trong cái stay Cũng là một trong những cái chú ý đầu tiên về trong việc sử dụng thằng stay này nhá Ok, thì tại sao mình lại... Tại sao mình đã có một cái video chú ý cho mọi người về cái việc đấy là ở ờ, gọi là làm với thằng stay này thì điển hình bây giờ nhá thì mọi người sẽ thấy ở đây cho mình thì điển hình đầu tiên đấy là làm cái công việc đấy là thế vậy thì nếu vậy bây giờ tôi muốn click và tôi muốn thay đổi một cái giá trị ở trong cái thằng thằng stay này ví dụ tôi muốn thay đổi thằng animal đi đúng nhỉ? và tôi muốn ấn một cái thì nó sẽ thay đổi giá trị của cái thằng uh, ví dụ như thay đổi giá trị name đi ví dụ uh, tôi không thích Pikachu nữa mà tôi thích là Chameleon kiểu đấy nhá Đấy, ok thế thì tôi bắt buộc ở đây là tôi sẽ phải làm cái công việc đấy là uh, đây ví dụ ở đây chỗ đoạn này khi mà đây thì khi mà như này thì tôi sẽ làm công việc đấy là sao đấy là tôi sẽ truy cập đầu tiên đấy là tôi sẽ phải truy cập truy cập như thế nào đầu tiên tôi sẽ là zit nhà yeah, chấm stay đúng không và tôi truy cập vào trong animal đúng không và truy cập vào phần tử không à, thứ nhất chứ yeah. nhỉ? và chúng tôi truy cập vào name và tôi đổi tên cho nó thành là ví dụ ở đây là à, ví dụ chamilon ok thế thì ví dụ như thế thì bây giờ mình sẽ thử ra ngoài mình chạy thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nhá Đúng không rồi thì đây mình sẽ ra ngoài chrome mình sẽ trượt phải chọn kiểm tra cho bạn thấy này ok và đây mình đã sang phần console thì anh thấy rằng là mình còn chưa kịp làm gì thì nó đã báo cho mình rồi đấy là Uh, không được mu stay stay theo kiểu như thế này hãy sử dụng set stay để mà có thể là mutation cho cái stay đấy được nha rồi từ từ mình sẽ ấn này cho các bạn biết là tại sao lại như thế thì ở đây ví dụ nhá mình sẽ click me đây nhá thì không có chuyện gì xảy ra đúng không đây click me click me không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn như vậy là suy ra ở đây là nó có một cái đơn lỗi rồi được nha đấy thế đây tại sao thế thì giờ chúng ta sẽ nhớ lại cái video mình nói về mình nói về cái thằng stay này của chúng ta thằng stay của chúng ta là một trạng thái của một đối tượng ở trong component thế vậy thì suy ra của chúng ta đấy là nếu mà chúng ta muốn thay đổi một giá trị ở trong một cái trạng thái đấy thì chúng ta bắt buộc phải xét lại toàn bộ cái trạng thái được chưa nhỉ à, ok thế thì rõ ràng ở đây của chúng ta là chúng ta bắt buộc phải là xét chứ không phải là chúng ta sẽ gắn trực tiếp bằng một giá trị nào đấy được chưa à, thế vậy thì như vậy thì là như thế nào thì do các bạn biết rằng một cái công việc ấy, đấy là thằng react này chúng ta là làm việc qua thằng dom. Thế nên là chúng ta rút ra một kinh nghiệm Đấy là làm như thế này là dom nó không làm được, được chưa nhỉ? chúng ta phải rút ra một kinh nghiệm luôn là dom, don't, à ah, don't. Đấy chưa? À don't nhỉ. Ok. Dom nó sẽ không làm được công việc này, bởi vì dom chúng ta làm như thế nào? Khi mà làm việc nó sẽ tạo cho chúng ta, khi mà chúng ta tạo bất cứ một cái biến nào như thế này, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bộ get set, Được khi mà chúng ta muốn thay đổi dữ liệu thì chúng ta sẽ set lại cái giá trị đấy Và khi nào chúng ta muốn lấy dữ liệu ra thì chúng ta sẽ get cái dữ liệu đó ra để chứ nhỉ à, ok như vậy thì Chứng tỏ là cái việc ở đây của chúng ta Chúng ta khai báo này là chứng tỏ là chúng ta đang sử dụng cái get state Đấy nhỉ Còn ở trên này chúng ta Muốn thay đổi dữ liệu thì chúng ta phải sử dụng thằng set state Đấy nhỉ Ok Thì ví dụ ở đây mình muốn thay đổi về thằng uh, stay nào đấy nhỉ Ví dụ mình muốn thay đổi về cái thằng đối tượng uh, Tên là animal Đấy nhỉ thì đây mình sẽ ok Mình đầu tiên là mình sẽ zit Được chưa à, Viết thường nhá à, zit. Chấm uh, Set stay Được chưa? Và trong này của chúng ta này Thì bạn thấy ở đây nó sẽ có là Stay Và callback Tức nghĩa là Sau khi set xong stay Thì sẽ gọi tới một cái hàm ở đấy rồi nhỉ Thì mình chưa sử dụng thằng callback Mình sử dụng thằng stay trước Ở đây nó đang hỏi stay của chúng ta là cái gì rồi nhỉ Thì bạn nhớ là stay của chúng ta là dưới dạng một đối tượng Được chưa nhỉ Stay của chúng ta là dưới dạng một đối tượng Đây này Các bạn thấy không Đấy thế nên là ở đây chúng ta chúng ta phải truyền vào dưới dạng là một đối tượng Được chưa? Đấy. phải hiểu nhá. rồi và ở đây chúng ta sẽ truyền thằng animal vào. Đấy, thế thôi. bây giờ dễ quá nhỉ bây giờ thì mình chỉ cần copy thôi. Đấy. được chưa? copy. và muốn là cái đầu tiên mình mới sẽ chuyển thành chamelion. nó Chameleon thì nó sẽ có màu là màu uh, um, yellow đó có màu là yellow và màu red đấy. rồi đấy mình căn chọn s lại được chưa ok bây giờ mình sẽ ra ngoài trình duyệt đấy. mình reload lại rồi được chưa rồi thì ở đây ví dụ ở đây mình sẽ click me thì bạn thấy ở đây nó sẽ đổi từ thành là chameleon này các bạn thấy không chameleon và sẽ đổi là yellow red color đấy. À, <laughs> như là chúng ta đã thay đổi thành công đúng không đấy, thì giờ mình sẽ lên thì thử tra các cái uh, pokemon này nào Pokemon Pokemon Library po à, Pokemon Info chứ Chúng ta sẽ làm một cái Từ đầu đến đuôi cuối chúng ta sẽ làm một cái Pokemon Ok Ok tên cái này là uh, Babusan Đúng không uh, 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 uh. uh, Bunbasa Ok Thì mình sẽ đổi lại là Bunbasa Đây và con này sẽ có màu là green và màu light green đấy chưa? Xuống lại. Rồi, bây giờ sang bên thằng này. giờ mình sẽ click me để cho thì nó thay đổi lại thành là Bubasa và chuyển thành là green. Thằng dưới này sẽ là chameleon và yellow, được chưa? Ngon chưa? Rồi, đấy, như vậy là chúng ta xong rồi nhá. Để cho nhỉ? ấy các bạn nhớ nhá nếu mà chúng ta muốn thay đổi một cái dữ liệu thông qua state thì chúng ta phải hiểu được cái bên trong của nó làm việc nào à như vậy thì chúng ta chốt lại cuối video này là nếu chúng ta muốn thay đổi một cái thằng state thì chúng ta phải hiểu cái đầu tiên đã đó là khi mà chúng ta tạo ra một cái biến nào đấy ở trong state thì thực chất là cái thằng react đã tạo chúng ta một cái bộ get set rồi thế nên là khi mà chúng ta muốn thay đổi cái giá trị đấy thì chúng ta phải gọi cái thằng set state để mà có thể thay đổi cái giá trị set đấy được chưa nhỉ còn việc get thì chúng ta làm như bình thường thôi get thì không có gì cả ghét thì chúng ta là khai báo như bình thường Còn có mỗi set của chúng ta thì hơi đặc biệt một chút thôi Đấy, được chưa Rồi thì các bạn có thể là à, Làm những gì các bạn muốn ở đây nhá Các bạn test nhiều vào không? Vấn đề là phải test nhiều vào Chứ không làm ở đây nhìn thì thế thôi Chứ lại không làm lại cứ vậy nhảy chết ấy. đấy nhá. Và bây giờ mình dừng ở đây thôi Thì ở trong video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ làm về uh, uh, Gọi là function stay last và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái class stay full này trong common nhá